chiều tối nay ở khu vực Nam Bộ thì vẫn có mưa rào ở nhiều nơi đó ạ. Tuy nhiên thì số điểm mưa vừa và mưa to sẽ ít hơn hôm qua và tập trung chủ yếu ở khu vực của miền Đông Nam Bộ. Trong mưa dông thì vẫn cần phải đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh. Cùng với đó là nguy cơ ngập úng cũng có thể tái diễn. Mưa ngập ở ngoài đường nhưng mà vẫn có thể tràn vào trong nhà và gây hư hại tài sản. Vì vậy thì bà con nên chuẩn bị một số cách làm để bảo vệ tài sản trước khi mà nước tràn vào nhà. Khi thấy có dấu hiệu nước ngập tràn vào nhà thì hãy di chuyển ngay các đồ đạc quan trọng dễ bị hư hỏng khi ngấm nước lên chỗ cao an toàn. Dùng các màn bọc ni lông và nhựa để bọc đồ nội thất, ngắt ngay các thiết bị điện, ga và nước trước khi mà ngập. Trước khi có mưa thì trong buổi sáng và trưa ở Nam Bộ trời có lúc nắng, nhiệt độ ở các nơi như là Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu lên đến Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một và Biên Hòa phổ biến từ 33 đến 34 độ. Ngoài đảo Phú Quốc, vào chiều tối nay thì mưa xuất hiện không nhiều nhưng cũng làm cho không khí về đêm mát mẻ, 25 độ. Còn ban ngày thì trời nắng, mây đan xen, mức nhiệt cao nhất cũng sẽ không quá 32 độ. Mưa dông sẽ tiếp diễn ở các vùng biển của phía Nam, từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, Kiên Giang trong ngày hôm nay. Mưa xuống làm tầm nhìn hạn chế dưới 10 km và tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gây mất an toàn tàu thuyền.